Xin chào cả nhà, em tiếp tục lên sóng một con máy lọc khí Daikin. Đợt này cái mùa hanh khô cho nên là máy lọc khí bán rất là chạy, dọn ra gần như là không kịp bán đâu, dọn không kịp để bán. Máy lọc khí đợt này các bác mua khá là nhiều vì giá thành nó hợp lý, dọn đến đâu là lên sóng là gần như là bay hết đến đấy luôn ạ. Đây là một cái con Daikin đồng hồ vuông MCK70. Con này em báo giá luôn em bán là 2 triệu 6 nhá. Chiếc này 2 triệu 6. Em để mã số 6 này. Đây, một con máy còn khá là đẹp. Các bạn nhìn trên clip các bạn thấy đấy. Nếu mà nói về tầm tiền này thì nó là vô đối rồi. Không có một sự lựa chọn nào hoàn hảo hơn một con này với cái tầm tiền này. Tầm tiền này thì không có sự lựa chọn nào hơn nữa nhé. 2 triệu 6 thì nó là vô địch đấy. Kể cả những con máy 4 đến 5 triệu công nghệ cũng không bằng con này được. Đấy. Con này đợt này nhập được giá tốt cho nên là bán cho các bác với cái giá gọi là giá thi đấu đấy. Gần như là lấy công làm lãi thôi chứ không có lấy lãi nhiều. Những cái con máy này, một con máy phải nói là công nghệ hoàn hảo, hình thức còn khá là đẹp, vỏ nguyên đấy, báo phần trăm độ ẩm này các bác này, và cảm biến bụi bên này mùi. Với cái màng HEPA thì em thay mới tinh rồi nhé, màng HEPA thay mới, màng lưới này bụi. Ở những cái model đồng hồ này em cứ bán loanh quanh mấy cái model này vì là em thấy nó rất là tốt, rất là hợp lý cho các bác khách hàng vì là cái tầm tiền của nó rất là vừa phải mà lại các bác được sở hữu một cái công nghệ quá là hiện đại nên là mình cũng không cần gì mình phải mua con đắt tiền quá. Thời điểm trước những con này toàn 4 triệu 2 thôi, bây giờ có 2 triệu 6 thì các bác tính xem rẻ đi 1 triệu 6 vào. Đây, hai cục lọc tĩnh điện hai bên này, chỉ có duy nhất những cái model đồng hồ này có thôi, hai cục lọc hai bên đấy, có dây điện này để khi mà trước khi bụi mà đi qua vào màng này phải đi qua hai cục này nó đốt bụi đấy. Đây, thanh timer khử khuẩn này còn rất là mới nhé. Đây, các bác nào mà có nhu cầu chốt con này các bác liên hệ em, mã số 6, bảo hành 1 năm luôn ạ, không phải nghĩ ngợi gì cả, đây. Bảo hành 1 năm các bác nhá, các tính năng đầy đủ luôn, ấn cho các bác xem các chức năng, các nút của nó hoạt động ok hết nhé. Tắt bật đèn này, cảm biến giữ 2 giây thì là khóa trẻ em đấy, yeah. Chế độ bù ẩm, chế độ lọc khí tự động mạnh nhẹ khác nhau, yeah. Đấu điện 220V rồi đấy. 2 triệu 6 thôi ạ. Sản xuất năm 2013, 75W ACK70. Con hình thức nó cũng khá là đều đấy. Em bán bây giờ chủ yếu là lấy số lượng thôi, còn giá thành thì các bác có thể tham khảo giá trên mạng internet thoải mái nhé. Bên này là bình nước bù ẩm này, khá là hoàn hảo thôi, không có vấn đề gì cả. Đây, bình nước bù ẩm này các bác này, màng tàu ẩm vẫn còn khá ok nhé. Nói về 2 triệu 6 thì mà mua lọc khí thì thực sự bất chấp tất cả các thể loại máy lọc khí đấy. Các bác nào lấy thì các bác alo cho em nhé. Chào các bác.